Hi, chào mừng bạn đã đến với bài học số 21. Trong video này, chúng ta sẽ tìm hiểu về FCO. Nếu bạn là một người mà đã từng kinh doanh, thì có thể là bạn đã từng biết là FCO. Hoặc là nếu bạn là một người đã từng làm việc với những người mà thiết kế web, hoặc là đã từng bán hàng, đấy, đã từng bán hàng hoặc là đã từng bán hàng trên Facebook chẳng hạn, thì các bạn có thể là nghe các bạn có thể nghe đâu đó được cái từ gọi là SEO đúng không ạ? Vậy SEO thật sự là gì? Đấy, thì trong bài này mình sẽ hướng dẫn các bạn tìm hiểu sâu hơn về SEO. Đấy, thì SEO là gì? Đây, thứ nhất này, SEO là từ viết tắt của từ Search Engine Optimization, nghĩa là tối ưu hóa công cụ tìm kiếm. Đấy, thì đó SEO là để mình nói lại nhé. SEO là từ viết tắt của Search Engine Optimization, nghĩa là tối ưu hóa công cụ tìm kiếm. Đấy. Tiếp là SEO website là tập hợp các phương pháp giúp cải thiện thứ hạng của một trang website trên các kết quả của công cụ tìm kiếm. Thông thường chỗ này là người ta sẽ dùng ở trên Google là chính. Đấy. Thì các bạn hiểu này, SEO thì nó sẽ tối ưu cái trang web của mình, làm thế nào để Google nó yêu thích cái trang web của mình, yêu thích những cái bài viết mình viết lên. Sau đó thì nếu mà mình viết được những cái bài viết mà Google thích rồi, đấy, Google thích rồi, thì Google tự động nó sẽ đẩy cái trang web của mình lên thứ hạng thứ nhất, thứ hai, thứ ba gì đấy. Thì nó đây đây là cũng tùy thuộc vào những cái chủ đề, hay là tùy thuộc vào người viết ấy, thì tùy thuộc vào người viết xem người viết có kỹ năng về SEO, người viết có viết được những cái từ khóa nó lên top hay không. Đấy, thì đây mình sẽ hướng dẫn các bạn làm điều đó. Đây thì mình sẽ hướng dẫn các bạn làm một số cái này. Nhưng mà trước tiên ấy, các bạn phải tìm hiểu là khác biệt giữa SEO và AdWords. Đấy, có thể nhiều người ấy đã nghe đâu đó từ cái từ AdWords đúng không ạ? Ví dụ như là một số người có thể là YouTube AdWords hoặc Facebook AdWords gì đấy. Đấy, thì người ta có thể là biết rồi, nhưng mà chỗ này nếu mà bạn nào chưa biết ấy, AdWords nó thật ra thì nó chỉ là quảng cáo. Đấy, thì sự khác biệt giữa SEO và AdWords hoặc là SEO với quảng cáo là như nào? Đấy, thì mình sẽ hướng dẫn các bạn như sau. Đầu tiên ấy, thì lên Google. Ví dụ này, khi mà các bạn cho từ khóa vào đây, đấy, chỗ này gọi là từ khóa nha các bạn nhé. Từ khóa có thể là ví dụ như là liên quan về cái sản phẩm của bạn, ví dụ như là mua iPhone, mua iPhone 5 hoặc là mua iPhone 7 giá rẻ chẳng hạn, thì đó là một cái từ khóa. Thì ví dụ như cái từ khóa này mình viết là khóa học thiết kế website chẳng hạn, đấy, mình tìm từ khóa này ở trên Google, thì ngay lập tức ở dưới này này, các bạn thấy cái trang web này là cái đứng thứ nhất này. Cái trang web này đứng thứ nhất. Thì các bạn thấy này, cái trang web này thì nó lại có cái chữ AD này, AD đầu tiên này. Đấy, tiếp theo xuống ấy, cái trang web này là đứng thứ hai, nó cũng có cái chữ AD. Đấy. Đấy, thứ ba ấy thì cái này cũng có chữ AD. Đấy, thì nó ba trang này đứng ở trên đầu cái top của Google, đấy, Google tìm kiếm. Sau tiếp theo thì ở dưới này ấy, thì có cái trang nó cũng là liên quan về cái từ khóa này, nhưng mà nó không có cái chữ có tên à, có không có cái chữ AD này đúng không ạ? Ở chỗ này không có cái chữ AD. Vậy thì ở trên này AD chính là AdWords, đấy, chính là quảng cáo. Khi mà các bạn search từ khóa, các bạn thấy cái chữ AD này thì có nghĩa là người ta đang quảng cáo cái trang web của người ta. Đây, khi mà quảng cáo trang web ấy, thì các bạn phải trả tiền cho Google. Đấy, trả tiền cho Google, sau đó Google mới đưa cái trang web của bạn lên lên top đâu đó ở đây hoặc là ở dưới cuối này.
Đấy, ở giữa cuối này, đây là ở giữa cuối này không có, nhưng mà bình thường ấy thì Google sẽ đưa lên bốn cái trên đầu, hoặc là bốn cái trên đầu và một hai cái ở giữa cuối này. Như ở đây thì không có ở giữa cuối nhé. Thì khi các bạn thấy, đơn giản là khi các bạn thấy cái chữ AD này thì đơn giản là khi các bạn tìm một cái từ khóa nào đó trên Google, các bạn thấy cái chỗ AD này thì có nghĩa là người ta đang trả tiền để Google đưa cái trang web của bạn, của người ta lên cái trang top của Google. Đấy, thì các bạn cũng có thể làm điều đó. Có thể là trong tương lai tới mình sẽ làm cái video hướng dẫn về cái quảng cáo AdWords cho các bạn. Nhưng bây giờ thì bây giờ mình sau cái việc mình sẽ nói cái việc đó sau nha. Này. Tiếp theo dưới này này, các bạn thấy cái trang web này thì nó không có chữ AD này. Có nghĩa là cái trang web này thì nó được tối ưu SEO. Nó được viết này, được tối ưu này. Nó được viết và được tối ưu SEO. Đấy, thì khi mà nó được viết tối ưu SEO ấy thì cái trang Google này người ta thích cái trang web của mình. Đấy, thì người ta sẽ đẩy cái trang web của mình lên top 1. Đấy. Chỗ này là cái thằng này lên top 1 nhá. Ở trên này thì những cái thằng này lên top top này. Thằng quảng cáo này thì gọi là top 1 của quảng cáo. Top 1 quảng cáo. Bởi vì nó trả tiền cho quảng cáo nên nó đứng trên top 1 của quảng cáo này. Thằng nào mà đứng trên đầu tiên ấy, thằng đó là trả nhiều tiền nhất cho Google. Đấy. Còn ở dưới này thì không có cái chữ AD, thì thằng nào mà đứng ở trên này thì mình gọi là top 1 về SEO, top 1 SEO. Đấy. Thì top 1 SEO là người ta viết những cái bài viết người ta tối ưu những cái hình ảnh, sau tối ưu URL thì người ta sẽ đưa được cái trang web của người ta lên top 1 này. Đấy. Sau đó cái thằng dưới này, đấy, cái thằng này top thứ hai của SEO, top thứ hai SEO này, thằng dưới này top thứ ba này, đấy, thằng này top thứ tư, top thứ năm đấy, cũng tương tự như thế. Thì khi mà quảng cáo ấy thì là thằng này top số 1 thì thằng này sẽ top quảng cáo thứ hai, top quảng cáo đứng thứ ba chẳng đấy. Thì bây giờ ấy mình sẽ hướng dẫn các bạn làm thế nào để đưa trang web của các bạn lên top 1 của Google. Đấy. Top 1 của Google ấy cũng tùy vào cái từ khóa mà các bạn muốn viết nha. Ví dụ ở đây là mình tìm từ khóa là khóa học thiết kế web này, thì cái trang này là đứng đầu tiên. Có nghĩa là có thể là thứ nhất là người mà viết cái bài viết này người ta viết cực kỳ là chuyên nghiệp. Thứ hai là cái trang web của người ta ấy có rất là nhiều cái backlink ấy, người ta gọi là backlink. Có nghĩa là rất là nhiều cái trang website của người ta kết nối vào cái trang website này. Với lại người ta tối ưu hình ảnh này, người ta viết những cái bài viết tối ưu SEO này thì Google tự nhiên Google thích nó thì Google đưa nó trang của nó lên cái trang top 1. Đấy. Tiếp theo này các bạn, mình vào đây. Đấy, mình vào Google khác. Ví dụ này. Đấy, ví dụ nhé, chỗ này mình tìm từ khóa là Sapa trekking one day, đúng không? Mình ví dụ mình tìm cái từ khóa này thì ngay lập tức cái trang web này ở chỗ này không có quảng cáo, bởi vì các bạn không thấy cái chữ AD đây đúng không, thì không có quảng cáo. Thì ngay lập tức cái trang web trekking tour Sapa này đứng ở trên top 1. Đấy, đứng ở trên top 1 là tại sao? Bởi vì người viết cái trang web này người ta biết cách tối ưu SEO, làm thế nào để Google thích, làm tối ưu cái hình ảnh, làm thế nào để Google thích tối ưu những cái URL, làm thế nào để Google thích, thì cái trang web nó sẽ lên top 1 đây. Đấy. Tiếp theo này, ở dưới này thì thằng này là top thứ hai. Đấy, ở dưới này thằng top thứ ba. Đấy, thằng này top thứ tư chứ. À, top thứ năm đấy. Thì bình thường đấy, khi khách hàng tìm kiếm, ví dụ khách hàng tìm kiếm cái từ khóa là Sapa Trekking One Day này chẳng, thì phần lớn đấy khách hàng sẽ click vào xem cái thằng đầu tiên. Đấy, khách hàng sẽ click vào thằng đầu tiên để người ta tìm hiểu tour của thằng đầu tiên. Sau đó người ta, ví dụ như ở đây gần như là 60%
60 đến 70% khách hàng click vào cái phần đầu tiên nhé. Sau đó thì những phần trăm còn lại click vào cái phần thứ hai hoặc là thứ ba hoặc là thứ tư này thì nó chia ra. Còn phần lớn ấy thì khách hàng khi mà khách hàng tìm cái khóa này thì người ta sẽ click vào cái trang đầu tiên này để người ta xem. Đấy, ví dụ người ta click vào cái trang này ha. Ví dụ click vào đây, người ta xem đây rồi, người ta xem cái sản phẩm của mình rồi, cái sản phẩm của mình tốt rồi, miêu tả chi tiết này, đầy đủ này, tốt rồi, thì khả năng rất là lớn là người ta sẽ nhắn tin cho mình hoặc là người ta đặt luôn cái sản phẩm của mình. Đấy, thì công việc trong bài này, bài tiếp theo là mình sẽ hướng dẫn các bạn làm thế nào để tối ưu SEO, đưa cái trang web của các bạn lên top 1 của Google hoặc là top 1, 2, 3 nào đó của Google để các bạn có thể kiếm được khách hàng và kiếm tiền, khách hàng trả tiền cho bạn và các bạn có thể kiếm tiền. Tiếp theo mình cho thêm một cái này. Ví dụ cái này, ví dụ mình search up best software for video edit. Đấy, ví dụ mình search cái từ best software for video editing. Đấy, ví dụ mình search cái từ này thì ngay lập tức Google nó sẽ là nó tự Google ấy, Google nó tự quảng cáo cho Google. Đấy. Sau đó thứ hai các bạn thấy này, chữ AD này là quảng cáo này. Đấy, thứ hai là của thằng Moviva này này. Đấy, thằng này nó cũng quảng cáo này, thứ hai này, thứ ba, thứ tư này. Đấy, sau đó thì bình thường ấy trên Google ấy, ví dụ như quảng cáo quá nhiều ấy thì cùng lắm là nó chỉ có bốn cái thôi nha, thứ một, thứ hai, thứ ba, thứ tư thôi. Còn tiếp theo cái sau cái phần thứ tư ấy thì nó sẽ là những cái bài SEO. Đấy, là những cái bài tối ưu để làm cho Google thích cái trang bài viết của mình ấy. Thì vì thằng này này, đấy thằng nào ở đây nó còn có đưa cả hình ảnh rồi mọi thứ vào đây ấy. Đấy, sau đó ở đây không có chữ AD đâu, không có chữ AD giống như cái thằng này này. Đấy, thì cái trang này là được tối ưu SEO, người viết đã rất là cẩn thận và người ta biết SEO, người ta tối ưu SEO thì tự nhiên cái trang của người ta nó lên đến top của Google. Đấy. Thì tiếp theo này, đấy, ở giữa thằng này top thứ hai là top thứ ba. Này. Đấy, top thứ tư chứ. Đấy thì SEO cực kỳ là quan trọng các bạn nhé. Khi mà các bạn biết SEO ấy thì các bạn sẽ không phải trả tiền nhiều để quảng cáo. Đấy, để mình ví dụ này, mình thiết kế web để làm gì đúng không ạ? Thiết kế web là để thu hút khách hàng vào cái trang web của mình. Đấy, đã thiết kế web ấy thì mình làm để mục tiêu của mình là làm thế nào để cái trang web của mình kiếm được nhiều khách hàng mà lại ít chi phí nhất. Đấy. Đấy, thì để ít chi phí nhất ấy, thì các bạn phải viết bài chuẩn SEO. Nếu mà các bạn không viết bài chuẩn SEO ấy thì rất là khó để kiếm khách hàng các bạn nha. Các bạn nhớ này, khi người ta vào Google ấy luôn luôn là người ta phải tìm từ khóa đúng không ạ? Ví dụ như mình xuống Hà Nội thì mình tìm cái từ khóa là quán ngon nhất, ví dụ mình tìm nhà hàng Hà Nội nhé thì mình sẽ tìm là quán ngon nhất ở Hà Nội chẳng hạn. Thì rất ngay lập tức nếu mà ai viết cái trang web cái quán nhà hàng của người ta, ai mà viết cái bài viết tốt đấy lên trên top của một Google ấy, thì ngay lập tức mình có khả năng rất là lớn là mình sẽ click vào cái trang web đầu tiên đấy, sau đó tiếp theo những trang web khác. Đấy thì các bạn nhớ là phải viết bài tối ưu SEO, là bài tiếp theo mình sẽ hướng dẫn là các bạn làm điều đó nhé. Ok nè. Alright, ok, vậy là mình đã hướng dẫn các bạn bài này. Các bạn đã biết SEO là gì rồi đúng không ạ? Để chúng ta phải bàn lại một lượt nhé. Thì đầu tiên các bạn nhớ này, SEO là viết tắt của từ Search Engine Optimization, nghĩa là tối ưu hóa công cụ tìm kiếm ở trên Google. Đấy. SEO website là tập hợp các phương pháp giúp cải thiện thứ hạng của một trang website, kết quả của công cụ tìm kiếm. Thông thường là cái này thì mình sẽ tối ưu ở trên Google nhé. Đấy, thì các bạn đã biết không ạ? Và tiếp theo là các bạn đã biết sự khác biệt giữa SEO và AdWords hay còn gọi là quảng cáo. Đấy. Alright, ok, thế là bài này sẽ dừng lại đây. Mình sẽ gặp các bạn trong bài học tiếp theo. Bye.